cho con, mình là Linh đây. Hôm nay mình sẽ nói chung là truy kích đang bảo trì rồi, sẽ có cái bản cập nhật IRPG cho anh em. Thôi mình đang chân chán thì tự nhiên mình thấy cái quả bom này anh em ạ. Quả bom này nó có khả năng nổ nhưng mà nó rất là đặc biệt, anh em nhìn nhé. Tức là cái khả năng nổ của nó rất là nhanh. Thực ra là nó nổ nếu mà nó chạm người anh em ạ, nếu nó chạm con AI nào đấy thì nó sẽ nổ luôn. Nhưng mà do mình hơi lag một chút nên là anh em thấy nó nổ hơi chậm. Đây là mình thấy cái điểm rất là hay của nó. Ui kìa. Ui. Sao lag thế? Mình, đúng rồi, anh em hiểu cái vấn đề không? Tức là hình như lại bị đứt cáp hay sao? Đứt cáp là nó bị mạng. Nó lại xì đà rồi. Giờ xong rồi chơi cái game khựa nó càng lag hơn nhiều. Rồi. nó còn đang bay luôn. Đấy, đấy là cái khả năng của quả bom đấy thôi. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ chế độ AI thôi. Chế độ AI nó về thế, còn nếu mà anh em chơi chế độ thường thì nó vẫn nổ như kiểu bom nổ thôi. Nó không có băng. Đây, phải đợi nó xuống đó. Cái map này mình chơi lần đầu luôn. Ui, nhìn nó giật kìa. Thảo nào hôm qua mạng lag kìa mọi người, nó... Ui. Thì nó đứt cáp, mới đứt cáp ngày hôm kia ấy. Thế là nó... Em cảm giác nó chơi nó khó chịu quá. Nhưng mà thôi, thì là sẽ cố gắng ăn chơi vậy. Phải bắn mấy con nổ, mấy con bắn súng này trước này. Chế độ này nó rất là đa dạng luôn. Thế là anh em buồn chán thì không lo là không có cái gì chơi cả. Nó rất là nhiều cái chơi được khác. Ui, chết cả đống kìa. K2 máu này xem vào đầu bao nhiêu. 3k máu vào đầu. Trời ơi, nó phải gọi là cực kỳ là mạnh. Thế là sắp tới thì nếu mà không có gì thay đổi thì anh em chơi mấy cái chế độ RPG ấy thì nó sẽ có cái nỏ này. À, anh em chỉ cần chịu khó cày là được thôi, chứ không phải mua gì cả. Nên là đòi hỏi anh em chịu khó một chút. Đơn giản là vậy. Ở đâu hết rồi? Sao không thấy con nào vậy? Với cả hỏa lôi kiếm này. Các bạn, đồ mình chơi đây là toàn đồ của chế độ RPG hết. Không biết về Việt Nam thì nó như thế nào thôi mà. Cái bạn này như một cái thành phố lắm. Anh em nhìn cả đường phố Trung Quốc nhỉ? Không có gì nữa à? Hết rồi. Cái nó lag ta, đây thằng này đi cùng mình này. Rồi bắn nghịch phát. Bùm. Đấy. Đẹp rồi, mình thích cái quả này vậy. Cái này anh em có tụ được mấy phát thôi mà, đấy. Ui, vẫn tụ được tiếp này. À, được 3 phát anh em ạ. Nếu em đầy, tích đầy xong rồi có thể bắn 3 phát luôn. Ôi vãi. Ok, mình sẽ kiếm cái khác rồi. Chờ sâu cho anh em xem qua cái... mình nhìn đây mình không hiểu gì đâu. Thực sự là không hiểu cái gì cả. Về Việt Nam kiểu nó sẽ có tiếng Việt thì may còn hiểu đây. Có cái đồ mới này, mình không biết cái này là cái gì. Đây này. Đây anh em kiếm mấy cái mảnh ghép, như kiểu mảnh ghép của những khẩu súng, như kiểu mảnh ghép nâng cấp của Dragon FX chẳng hạn. Anh em kiếm mấy cái mảnh đấy. Xong rồi có đồ đạc. Đây là cái này Jerry V rồi. Nhưng mà hiện tại thì nó chưa cập nhật ở Việt Nam nên là mình phải tiêu tạm đây chứ không có đây. Nó nhiều lắm, nói chung là nhiều cái lắm ấy. Đây có con nhện này. Đây, tôi bảo là thôi mình nói chung là nó nhiều lắm. Mình anh em cứ hình dung là phải mấy chục map ấy, mấy chục map mà chơi này là boss nó cực kỳ là đa dạng luôn. Không sợ là chán. Đổi gió liên tục. Hy vọng nó không nó đỡ lag một chút thôi. À, cái map này nhìn như cái map parkour ấy nhỉ. Nhìn mình nhìn cái nước rêu này giống cái map parkour mấy nhỉ? 4 ở Việt Nam ấy. Ui, rơi xuống được đấy. Rơi xuống đây chắc chết chứ. Đây, cho xem qua cái map. Hy vọng nó đừng có lát đây. Ping có 6-7 thôi mà. Ê, có thằng vào này. Ê, đấy, có Sky đấy. Có Sky Dragon này. Thôi nhưng mà nói chung súng mình mạnh quá rồi. Súng mình chơi ô. Ui. Đẹp chưa? Chắc là bảo vệ cái này chăng? Đâu ta, ok. Bắn mấy con nổ ấy, bắn mấy con nổ nó sẽ nổ lan sang mấy con bên cạnh. Cái kia nó kia. Ê, có con nó chắn cho chứ. Ô,
Ấy, mấy con nổ thì sẽ nó nổ luôn mấy con bên cạnh luôn. Thế là anh em một công đôi việc. Ở đây đây cái nước này, cái này là khả năng đặc biệt của người. Mày này, đó. Nhìn ngầu lòi luôn chưa? Ô lại à cái xe đấy hồi hơi lâu rồi. Cái mà đắp xe đi, mình có khả năng đắp xe nhưng mà nó hồi khá là lâu. Ủa mà này sướng ta. Ôi đạn kia đây. Rơi xuống đây rồi. Thế kia nó đi đâu vậy? Để mình xem có súng nào mới không? Toàn súng cũ. À, có đạn dưới này anh em ạ. Mình rơi rơi xuống thử nhé. À chết đệt. À, đáng hết đạn mà thôi. Ấy. Tiếp 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 tiếp. Bùm. Trời ơi. Đã. Tiếp 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 tiếp. Mỗi lần anh em bắn này thì bấm E nhá, bấm E thì nó sẽ tạo ra một vụ nổ. Giờ này trời có vẻ hơi lạnh cái sao tay cảm giác sụt sụt anh em ạ. Chơi nó cứ cóng tay nào không sử được quay quay tay nó không đã. Với mùa đông rồi mà sắp tới là lạnh lắm ấy. Tiếp tiếp cái này đát vào nhiều nhỉ. Piu. Ói chết một phát cả đống luôn. Vậy nó đỡ lag rồi, đỡ lag rồi, chơi chơi được chưa được. Để tí xem con boss ở cái map này là cái gì. Cái C, cái đắp set anh em ạ, cái nút C ấy. Hình như nó chỉ được một lần hay sao ấy. Mình ra một lần cho nó trở đến nó hồi này. Mày. Đấy cái này hồi cái đống máu này. Ô mình còn chui vào đây được rồi này. Cái chỗ nó hồi sinh này. Rơi xuống đây thì chết. Nói chung là tránh tránh cái đoạn này ra không có nổ nó rơi xuống nó đẩy mình xuống ấy. Đây toàn chữ Trung Quốc ấy. Cái gì đây? Wing Lung Bang. Chắc là cái ngân hàng em ạ. Cái này như kiểu thành phố lãng quên đi. Trời ơi. Bắn mấy con nổ trước này. Cứ thấy con nổ bắn. Đấy, anh em nhìn được không? Chết cả đống này. Đấy, nhanh thật. Mình phát hiện ra là bắn mấy con nổ sẽ nhanh hơn rất nhiều khi anh em bắn đừng con một như này. Kia nó kia nó kia. Cứ nhắm nó thôi. Nhắm nó mà tương. Mày cứ thò đầu ra. Mày thò đầu ra tao bắn bể sọ mày. Hay ta. Chưa thấy boss đâu nhưng mà chưa nó hết con nổ rồi. Ui, snap sướng đấy. Quay tay rồi, quay tay rồi. Boom. Chạy gì đâu. Hai con nổ luôn. Sướng vãi. Nhiều nhỉ. Ôi thằng kia rơi, thằng kia chết thôi. Mình kiểu nó tham thế, thế mình bắn được cho nó sướng, nó phởn. Rơi bốn xuống vực. Ôi chết rồi, hết đạn rồi anh em ơi. Ô, sao bắn cũng chết ta. Chết rồi, lại lag à. Chết rồi, mình phải đi lấy, chết rồi. Nếu nếu mà mình không để nó lên là mình không không nhặt đây đạn. Anh em nhìn thấy đạn rơi rơi xuống nhiều không? Đạn đấy. Lag quá. Chết tôi rồi. Đây, rơi, nếu mà rơi xuống kia thì chết luôn. Thà mình tự sát rồi xong. Cái underwear à? Cái này là bán ship à? Thôi xong tôi rồi, lag rồi. À, nào còn sớm mình đang chưa biết con boss này ở đây như nào. Xui rồi anh em ơi. À, đùa, rồi, đợi gì chứ nào. Bực thế nhỉ? Cũng phải thông cảm thôi gì mạng nó chập chờn. Bực thật. Không được rồi anh em ạ. Thôi cho có khi để dừng ở đây anh em ơi. Hẹn anh em buổi chiều. Chắc chiều nay là xong cái bản cập nhật này rồi thì anh em sẽ được test cái bản test cái này, test cái chế độ này luôn. Ở Việt Nam thì cho nó đỡ lag. Hình như được rồi sao nhỉ? Có kêu ra 5 mắn kìa. Mà nghe xem cho mình cảm nhận về chế độ lần này. À, thôi trong chờ đợi thôi, chờ đợi. Ôi, được rồi, được rồi. À, thế bắt nào cho mình rơi xuống vực nhỉ? Nó nổ, mình rơi xuống vực luôn đi. Mày nhờn. Ôi, anh em lại tiếp tục.
Ui cái này nó đuổi. Bùm. Bùm. Ôi, may quá mình chưa thoát. Mình đang câu giờ cho anh em để đợi xem có được không. Nếu không thì chắc là thoát thật. Ôi, cái này bắn được nhiều phát thế. Ôi không snap nữa anh em. Nó lag quá. Nhìn nó bắn này. Nhìn cả bắn lên thanh vậy. Ôi mình xem con boss như thế nào nào. Mình chỉ cần xem nó thôi. Chắc không giết được nó lag như này nữa. Nó còn chết. Xem nó như thế nào thôi. Nó vẫn còn này. Hùi, một phát vào đầu chết luôn kìa. À đạn lấy đạn ra anh em. Bùm. Trời ơi, nhìn nó bay à. Bởi vì thế này các bạn dễ chơi này, bởi vì nó ra nhiều cái đạn ấy, anh em không sợ bị hết đạn. Còn đâu nữa? Sao nó chui được xuống dưới kia ta? Nhưng mà thôi mình đứng đây là hợp lý rồi, bởi vì mình cầm snip mà mình không cần phải áp sát người nó làm gì. Chứ đi xuống dưới cái kia là anh em mất tầm nhìn là thiệt lắm. Cái đây nó máu lốt kìa. Boom. Trời ơi tiếp. Ui bắn đã vậy. Khỏe vãi. Ui thật là ghê thật. Ở đây mắc sướng luôn. Đâu boss đâu, chưa tới boss à? Sao lâu nhỉ? Nó vẫn còn này. Ở nó dưới chân mình. Ok. Ui nó leo luôn. Dưới mình. Nó leo lên tận đây này. Lá quá lâu quá. Thôi mình đứng ở một chỗ đi. Ôi cái này bao giờ mới hết ta. Mình không biết bao giờ mới hết cái map này nữa nhưng mà mãi vẫn chưa thấy boss đâu rồi. Ok nó phá kìa, nó phá gì đấy. À mình hồi C rồi này, mình hồi cái đáp set này. Ôi nhờ nó lag quá, nó không hiện kill luôn. Khó chịu thế nhỉ. Còn nó cái đợt này mà mình vẫn không thấy boss cho mình thoát rồi. Nó lag quá mình không chơi được. Có gì đấy? Thấy boss chưa? À đây ơi kìa. Ủa con nhện kìa. Mày quá là đang định thoát. Ôi còn boss đấy. Ôi dồi ôi, hết đạn rồi này. Ui nó to thế. Ui có cả laser chắn ở đây này. Ui nó bắt đầu anh em ạ. Này nhìn nó bắt đầu được. Ui. À cái con ong này là ở chế độ cái map AI mới có đấy. Ui nó phá nhà mình kìa. Mình mất tầm nhìn luôn anh em nhìn đâu. Tức là mình không có cái tâm để ngắm ấy. Chắc mình phải tự sát thôi chứ. Bây giờ làm gì có đạn đâu. Ui à. Ui thằng nào bắn đấy. Ui máu con này tù nhanh như này.
Ủa, con này nó bự thế. Ôi, nó lại thả đệ. Ok, mình vẫn còn cái chiêu tụ. Đó. À, thắng rồi anh em ạ. Ui, con này nó to quá, nhưng mà mình không hiểu cái khả năng của nó lắm. Tự nhiên nó chết một đùng, một thằng nó bắn đi cho nó tụt máu nhanh lắm, mình không hiểu sao. Phải đi, mình hết đạn đấy rồi, chẳng lẽ tự sát. Ôi, ok, tao đây mình dừng đây nhá. Gặp anh em buổi chiều nay. Mình sẽ test thử ở Việt Nam cái chế độ này. Bà chúc em một ngày vui vẻ.